Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tướng số và nét mặt và những đặc điểm bề ngoài của những người đàn ông thành đạt sau có phú quý mà những chị em muốn lấy làm chồng nhé. Người đàn ông có nét tướng như thế nào thì sự nghiệp vẻ vang, tài lộc vượng phát. Xem tướng mặt đàn ông giàu sang, người đàn ông có nét tướng như thế nào thì sự nghiệp vẻ vang, tài lộc vượng phát, phúc thọ dài lâu. Người ta thường nói rằng hạnh phúc của người phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng, điều này quả không sai. Lấy được một người đàn ông thành đạt, yêu thương và chiều chuộng vợ con là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn và tinh tế để tìm được cho mình đúng mẫu đàn ông lý tưởng như vậy xem tướng khuôn mặt nếu bạn gặp được người đàn ông nào có những nét tướng sau đây hãy lấy ngay làm chồng bởi đó là tướng của người đàn ông giàu sang phú quý hiếm có một tướng mặt đàn ông giàu sang vầng trán cao rộng đầy đặn theo nhân tướng học đàn ông có vầng trán rộng và cao thuộc tuýp người thông minh tài giỏi có óc quan sát sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu Bản thân những người này có sự tu dưỡng bản thân cao hơn người khác nên luôn được mọi người nể trọng. Những người sở hữu vầng trán cao có khả năng lĩnh hội và có một ý chí kiên định. Phấn đấu không biết mệt mỏi nên dễ thành danh, nổi tiếng. Họ có sự nghiệp lấy lừng cả đời giàu sang phú quý. Ngoài ra, còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn, cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Hơn nữa, trong các mối quan hệ xã hội, họ cũng giỏi giao tiếp, tạo được nhiều mối làm ăn lớn, tiền bạc công danh phất lên như diều gặp gió. Sau khi đã kết hôn, sự nghiệp của quý ông này sẽ thăng tiến ầm ầm, đây là tướng đàn ông trời định, muốn nghèo cũng khó. Hai, xem tướng lông mày của người đàn ông giàu có, phú quý. Lông mày rậm, xương lông mày hơi nhô cao. Xem tướng đàn ông những người đàn ông có lông mày rộng cùng phần xương hơi nhô cao, nhiều thịt được cho là có tướng đại quý, có tính lạc quan, tích cực và rất dễ thành công trở nên giàu có. Lông mày có chứa nốt ruồi mang đến cho bạn một sự may mắn đặc biệt, không chỉ thông minh xuất chúng, hậu vận của bạn cũng cực kỳ hiển vinh. Sự giàu sang phú quý luôn nằm trong tầm tay. Nếu góc mày chạm vào tóc mày, bạn không chỉ gây cuốn hút với mọi người bởi vẻ ngoài hấp dẫn, cùng sự thông minh bẩm sinh, trong tương lai bạn cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Lông mày dầm đều, khoảng cách giữa hai lông mày rộng thoáng. Xem tướng mặt đàn ông, đàn ông sở hữu nét tướng này là người phóng khoáng, thông minh đĩnh đạc, trí tuệ hơn người. Họ tự tin và cười mở, dễ dàng giành được cảm tình của người đối diện, từ đó gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Đồng thời, đây cũng là tuyếp người trí dũng song toàn, dám nghĩ, dám làm, đảm đương nhiều trọng trách. Khả năng chịu áp lực tốt khiến họ vượt mọi khó khăn để tạo dựng cho mình sự nghiệp vững vàng, tài lộc đầy nhà không phải suy nghĩ. Lông mày dài quá đuôi mắt Xem bói tử vi, lông mày dài quá đuôi mắt kết hợp với đôi mắt to tạo nên khuôn mặt đẹp cho người sở hữu. Cánh mày dâu có kiểu lông mày này, khí sắc trong sáng, tài trí vẹn toàn, và sống có tình có nghĩa, họ có nhân duyên tốt nên làm việc gì cũng thuận lợi, hễ gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Lông mày hình rồng hoặc hình mũi kiếm. Lông mày hình rồng, đặc điểm sợi lông mày đậm, dài, chân mày mỏng nhưng đậm dần về đuôi mày, đuôi mày cao hơn đầu chân mày. Ý nghĩa: xem tướng mặt đàn ông giàu sang, đây là tướng của những người đàn ông kiên cường, có ý chí bất khuất, dám nghĩ dám làm. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ phấn đấu tới cùng, đến khi đạt được kết quả ưng ý mới thôi, khó ai có thể khiến những người này thay đổi chính kiến của mình. Tướng của người đàn ông giàu có, phú quý, gia đình hạnh phúc vẹn tròn, lông mày hình mũi kiếm, đặc điểm đuôi và chân mày tạo thành góc nhọn giống như hình tam giác, lông mày dài hơn mắt, ý nghĩa xem mình dáng khuôn mặt đây là tướng của những người đàn ông có chức quyền địa vị trong xã hội họ coi trọng chữ tín của bản thân và có trách nhiệm với những người thân xung quanh khi hứa điều gì nhất định sẽ thực hiện những người đàn ông sở hữu cặp lông mày này rất có nghĩa khí trí tuệ giàu lòng tự tôn nếu không làm quan chức những người này cũng sẽ làm chủ doanh nghiệp nhà hàng thuộc hạng sang giàu khá giả 3. Xem tướng mắt của người đàn ông thành đạt, sự nghiệp vẻ vang Mắt sáng, cân đối và lòng đen trắng rõ ràng Lịch vạn niên cho hay đôi mắt sáng, cân đối thể hiện tính cách một người đàn ông chính trực, biết cân bằng sự nghiệp và gia đình tốt Là người thông minh, tài giỏi, quyết đoán và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, sống với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của mình một khi đã tập trung vào công việc thì không gì có thể làm họ phân tán tư tưởng. Trong cuộc sống gia đình, những người này luôn làm tròn vai trò trách nhiệm của một người cha, người chồng, dù có bận rộn với công việc, họ vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm lo đến đời sống gia đình. Người đàn ông có đặc điểm này sẽ là những người thông minh, có tính cách rõ ràng, quân tử và chính trực. Họ có khả năng cân bằng tốt giữa sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Vấn đề quan lộc, công danh sự nghiệp rất tốt. Mắt dài và sâu Trong nhân tướng học, đôi mắt dài và sâu là quý tướng. Chủ nhân của tướng mắt này giàu khả năng tư duy, trí tuệ hơn người. Bên cạnh đó, nội tâm người này sắc sảo, cư xử khéo léo với mọi người, nên được nhiều người coi trọng và khâm phục. Người có tướng mạo này không chỉ thông minh giỏi giang mà còn giàu ý chí, nghị lực vươn lên. Do đó thường nắm giữ địa vị hoặc chức vụ cao trong xã hội. 4. Tướng tai đàn ông phú quý Giái tai to bản và đầy đặn Xem tướng mặt đàn ông giàu sang, giái tai to bản và đầy đặn được vì với tướng tai của Phật Di Lặc Thường là tướng mạo của các doanh nhân, nhưng ông chủ lớn trong thương trường. Ngoài ra, đây cũng là tướng đàn ông giàu sang phú quý, tiền chất như núi trong nhà. Thùy tai dài, tròn và đôi tai cao vảnh Người đàn ông có thùy tai dài, tròn và đầy đặn, dễ nắm quyền lực lớn trong tay, có số mệnh giàu sang phú quý, con đường quan lộc sáng lạng, công danh và sự nghiệp thành đạt. Người này còn có sức khỏe tốt và sống trường thọ. Kết hôn với những người đàn ông có nét tướng này, cả cuộc đời bạn sẽ không phải suy nghĩ tới vấn đề vật chất tiền bạc. Tai cao quá mắt, người có đôi tai dài dặn và vành tai cao quá mắt thường có năng lực học tập nhanh nhạy hơn so với người khác. Người này thông minh, ý chí kiên định, giàu năng lực sáng tạo, phù hợp với những công việc nghiên cứu hoặc tính chất mở. Sau đó, hãy nhìn tai đàn ông mà chọn chồng giàu sang. Xem tướng đàn ông phú quý, tướng mũi to và thẳng. Tướng mũi to thẳng là tướng mạo của người có chức có quyền tài trí song toàn và luôn có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Đàn ông có tướng mũi này rất có duyên với việc kinh doanh và có khả năng giữ tiền tốt. Ngoài ra, những người mũi cao thẳng là những người thẳng thắn và lòng tự trọng cao nên họ luôn giữ lời hứa, sống có trách nhiệm và rất được mọi người tôn trọng. Đây cũng là tướng mũi của người đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng, không thích phụ thuộc vào ai, luôn muốn tự mình vươn lên và phấn đấu hết mình vì sự nghiệp. Đối với gia đình, lúc nào họ cũng xem trọng, hết lòng vì người thân. Cuộc sống ngoài 35 tuổi của người đàn ông có sống mũi cao và thẳng sẽ bắt đầu với những chuyển biến tích cực, vận trình tiền bạc hanh thông, công việc như ý, cơ hội làm ăn tiến bộ và vô cùng phát triển. Mặc dù vận mệnh đào hoa nhưng họ rất trung tình. Một lòng một dạ với bạn nên nếu kết hôn với những người này, bạn không phải lo lắng bất cứ điều gì. 90% đại gia tài sản cách su đều sở hữu tướng mũi này. Cuộc sống hậu vận của bạn mệnh cực kỳ giàu sang, có phúc, vợ con được nhờ, tình cảm thắm thiết lại càng thúc đẩy người đàn ông này hết lòng cho công việc và kiếm tiền, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. 6. Ấn đường rộng, đầy đặn, màu sắc đẹp. Khái niệm Ấn đường nằm phía dưới khoang giữa hai lông mày chừng 1cm, phản ánh tính cách cơ bản của một người. Ấn đường là nơi tu họp tinh khí nguyên thần của một người và là bộ phận rất quan trọng của khuôn mặt. Ý nghĩa, xem tướng mặt đàn ông giàu sang, sở hữu ấn đường rộng, đầy đặn, màu sắc đẹp. Người này chắc chắn có tấm lòng mở rộng, học thức uyên bác, khí độ bất phàm, làm việc dễ thành công. Các chị em nhớ lưu ý những nét tướng số vừa rồi để có thể chọn cho mình một người đàn ông thành đạt làm chồng nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người có thể để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về phong thủy và tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.